Chúng ta đợi 150 người, chúng ta bắt đầu nhá. Phrase verb này thì anh chưa nhanh. Rồi cái này là dễ, nó thông dụng. Tầm thì khối D và tầm giờ thì làm đánh rạch. Nhưng Thái anh không biết, cái này thì cũng phải tùy thuộc vào bộ đi, chắc là anh nghĩ là có ra thôi. Nha, nhưng mà anh nghĩ ra thì nó nằm trong khuôn khổ ngữ pháp thì đấy. Còn cụm từ thì nó anh nghĩ là cũng không không quá đáng lắm đâu. Nào lên 150 nó bắt đầu. Mọi người sẵn sàng chưa? Comment 1 thì tôi bắt đầu nhé. Nào comment 1 đi. Bắt đầu. Comment 1 bắt đầu luôn. Rồi nhá. Đã comment càng nhanh thì anh sẽ chữa càng nhanh, được càng nhiều. Chào Hàn Ngọc Di. Thời gian là vàng là bạc. Rồi. Chưa? Được chưa? Chưa? Chưa nhá. Chưa thật đấy. Trần Ngọc đổi từ lâu rồi em. Chưa thật đấy nhá. Không giỡn nữa đâu, tôi chưa thật. Nào con số 1. Ai biết Nima không? Thôi biết đàn Hòa Bình. Hòa Bình anh không dám. Làm Hòa Bình nổi lắm, sợ lắm, ngại lắm. Now, I really look forward to seeing Nima. I hope he'll do it. Here ta có cô chú look forward to có doing something nhá. Thở mong chờ mong ngóng làm gì đúng không ạ? Câu này anh chế thôi. Tôi rất là mong ngóng là tận mắt tự tần nhìn thấy Neymar. Đó. Tôi hy vọng là anh ta sẽ sớm turn up, go along, count on hay là keep away. Có một các bạn comment nhanh, anh sẽ chữa nhanh nhá. Nó turn up nó là gì ạ? Xuất hiện đúng không? Xuất hiện này. Là mình đếm cũng được, xuất hiện cũng được. Đó, anh nghĩa này xem. Được chưa? Go long tức là đi dọc theo. Được chưa? Go long có hai, có hai nghĩa cơ. Nha. Cái thứ hai go long, anh đang nhiên bị hụt hụt hơi. Go long with. Bây giờ nó bằng agree. Nha, agree with tức là đồng ý. Đồng tình, đồng ý. Em nhá. Count on là mình dựa vào, tin cậy vào. Đấy chưa? Keep away nó là bằng keep away from nhá. Là tránh xa. Ở một cái chương mực nào đó thì nó cũng bằng keep off nhá. Keep off nhá. Được. Thì đây ta có đáp án chính xác là đáp án A thôi. Nhà tôi hy vọng là anh ta sẽ xuất hiện. Câu số 2. Ủa sao mình chưa thấy đề mà các bạn ABCD dạy ta? Kim Ngân chắc là của em chậm. Câu số 2 nào. Tôi nghĩ rằng là chúng tôi như nào đó, mẹ của tôi trên đường về, đúng không? Tôi mua gì? Tôi đã mua vài cái tạp chí cho bà ấy. Thì trong này ta có keep off như anh đã nói rồi, nó bằng chính xa nhá, nó bằng avoid. Avoid ở đây chính xác là avoid, được chưa? Đấy, nhưng mà avoid thì nếu mà nó một nghĩa là chính xa này, được chưa? C ra này, được chưa? Cái thứ hai nữa là avoid, đây là avoid unhealthy food, tức là đồ ăn nó không có tốt, không có lợi cho sức khỏe, được chưa? Taking thì đây ta có ba nghĩa nha, ba nghĩa. Thứ nhất thì keen nó là bằng với understand. Đấy chưa? Chấm phẩy này là hiểu nhá, hiểu. Đấy chưa? Thì keen có nghĩa thứ hai nữa đó là care for. Care for đây là take someone in, các bạn chú ý đoạn này nhá. Ở đây tôi nghĩa là chăm sóc hoặc là cưu mang nhá, cái từ này nó cũng có trong trong đề thi đấy, cưu mang. Nhớ nhá, đây là take someone in nó nghĩa là care for someone, mang nghĩa là chăm sóc và cưu mang. Cái nghĩa thứ ba là take in, cái nghĩa thứ ba này có một nghĩa đó là về bị động. Các anh chú ý cái này nó chỉ mang nghĩa bị động nhá, thì có to be taken
in nó bằng với to be deceived in, sorry, deceived nhá, là bị lừa, bị lừa. Nhớ, nhớ cho anh cái này, được chưa? Nhớ cho anh cái này nha. Cái calling on, calling on đây thì nó sẽ bằng drop by. Đố bạn nào biết ở khoảng 3 4 cụm tiếp nào. Drop by này nó bằng với drop in on, nó bằng với stop by nhá. Đấy, nó bằng với come by, bằng với visit. Thì nếu mà để mà xét về cái nghĩa chính xác ấy, thì nó không hẳn là nó cái nghĩa nó như nhau hẳn đâu, nhưng mà về cái nghĩa chung chung thì nó đều là thăm viếng. Ví dụ như stop by thì nó mà nghĩa đó là ghé qua, tạt qua thôi. Ví dụ như sau này bạn nào mà thấy bạn nào biết chỗ anh ở chẳng hạn ấy, đi qua cái khu vực anh bảo là mày có muốn tạt qua nhà anh Vinh đó không? Đấy thì lúc ý chúng ta nói stop by. Nhưng mà đây chúng ta cũng đều mang nghĩa là visit nhá. Đấy, nó là thăm viếng đi. Được. Go up ở đây ta có nghĩa là đi lên, thứ hai nghĩa bóng đó là tăng, nhá, tăng nhá. Thì đây ta có đáp án chính xác là C. Được. Ghé qua thì ghé qua thăm mẹ, được chưa? Trên đường về đấy. Được chưa? Ghé qua. Được chưa? Các bạn comment nhiều nhá. Là C các nhá, câu 3 nào. Về cái phần tổng ô này thì anh sẽ cho tất tần tật các nghĩa. Coi như đây là lần tổng ôn các em nhé, đây là lần tổng ôn nên là nói chung là cho hết các nghĩa để các em lần sau đỡ phải phân vân mấy cái nghĩa nữa nha. Anh cho nghĩa phổ biến. I cannot go into the dentist any longer. Tôi không thể take up, turn around, hay là put off, hay là do with. Thứ nhất là take up. Take up thì dễ quá đúng không? Take up ta có gì ạ? Nó bằng với start and activity, bắt đầu hoạt động nào đó, được chưa? Bắt đầu hoạt động nào đó, được chưa? Cái nghĩa thứ hai đây ta có take up. Nhớ cái điều này nhá. Take up, take something up. Sorry, take something up nó sẽ bằng với shorten, được chưa? Tức là thu ngắn lại. Thường là thu ngắn đây là mình nói là quần áo, được chưa? Đấy, cắt ngắn, thu ngắn lại. Được chưa? Nhớ nhá, take something up nhá. Nó cũng có trong đề bài tập đấy. Được chưa? Turn around là mình quay trở lại, được chưa? Đấy, còn put off là gì? Là trì hoãn đúng không ạ? Trì hoãn. Còn do with thì ta có cụm là to do with something. To do with something thì chúng ta dịch như bình thường thôi. Ví dụ như nó thường dùng trong câu phủ định, các em nhận ở đây là ví dụ này. I have nothing to do with you. Tức là tôi chẳng có thứ gì để mà làm việc với mày này để liên quan tới mày cả. Và chợ thì chúng ta cứ dịch bình thường, do with something thì chúng ta cứ dịch như bình thường thôi nhá. Còn put off là trì hoãn, để chính xác là C. Tôi không thể gì ạ? Không thể ngừng, không thể trì hoãn được đi tới gì nhà sĩ nữa. Câu 4 nào. Được chưa? Câu 4 là a drunk girl came to the me and asked for some money. Đây chắc chắn là một cô gái trẻ đã tiến gần tôi và hỏi xin một ít tiền. Thì đây là có come up to. Come up to nó bằng với move towards nhá, là tiến gần. Đấy. Tiến gần tới ai đi. Tiến gần lại nó không hay. Tiến gần tới ai. Đấy chưa? Come out là chạy ra khỏi đúng không ạ? Được chưa? Come away from đúng không? Kiểu như come away from nhá. Come away from. Thì các bạn chú ý come away from là bung ra. Bung ra như thế nào? Tức là những cái bức tranh, bức ảnh hoặc cái gì đó nó gắn lên trên tường ấy. Được chưa? Thì nó bị rơi xuống, lúc ấy mình nói là come away from. The picture came away from the wall. Tức là cái bức tranh đúng không ạ? Bung ra khỏi cái tường nhá. À, cái này thì nó cũng nghĩa, nó cũng không hẳn là phổ biến lắm. Dạ, come on to thì không có nghĩa. Nhớ come on thôi. Dạ, thì đây là chính xác là A rồi. Ok. Câu 5 nào. It seems that he takes the his next door neighbor more than his father. Câu này hay nhờ. Câu này anh chế. Có vẻ như anh ta giống gì ạ? Giống hàng xóm nhỉ? Hàng xóm hơn là giống bố.
Thì Decathlon thì nó không có nghĩa cơ nhá. Decathlon không có nghĩa. Decathlon, bạn nào biết Decathlon có bằng nghĩa gì không? Nó bằng look like, đúng không? Nó bằng với resemble. Đấy chưa? Giống. Đấy chưa? Decathlon thì vừa anh nói rồi, Takeover nó để mình tiếp qua nhá. Tiếp qua. Thì đây ta có đáp chính xác là B rồi. Rồi, đúng rồi, 60 là giống bố đấy. Câu 6 nào. He does not get on well under his father. Câu này cũng rất là dễ. Thì trong câu này ta có đáp án câu số 6. Chết rồi. Mấy đứa nhớ share livestream về cho các bạn khác học cùng nhé. Bởi vì cái chuyên đề này cũng khá là đặc biệt. Cũng cần phải nhiều người biết tới để mà học ôn. Thì ta có get on well with someone, ai ghi của anh cái nghĩa đồng nghĩa đi, nó bằng với get along with, nó bằng với to be on good terms with. Bạn chú ý nhé, có rất nhiều người nói là term này không có s nhưng mà đây là có s, phải nhớ đây có s nhé. To be on good terms with, được chưa? Nó bằng have a good relationship with someone, phải chưa? Nó hòa hợp và không hòa hợp lắm với bố của anh đấy. Câu này đã chính xác là D các em nhé. Nhớ cho anh là cái terms này phải có s, s ấy. Câu số 7. I don't want everyone to know, so if you could keep it to yourself, I appreciate. Now, tôi không muốn mọi người biết. Vì vậy, nếu mà bạn có thể giữ cái bí mật này không ạ? Thì tôi rất là đánh giá cao cái điều đó. Appreciate, đánh giá cao. Trang thu, thơm phải có S. Có S xem nhá. Và đây là to be, này chưa? On good terms with, nhớ nhá. To be, chúng ta không nói have. Được chưa? Trong này ta có cái cấu trúc như này. Keep something, được chưa? To oneself, nó bằng với keep secret, được chưa? Hoặc keep something secret, giữ bí mật, được chưa? Không muốn mọi người biết. Nếu vì vậy nếu mà bạn có thể giữ được bí mật thì điều này thì thôi rất là gì, trân trọng, rất là đánh giá cao nha. Đáp chính xác là C. Câu 7 là C. Câu 8. Câu 8 nào. Some of my magazines are too cold, so I'm going to the desert away. Câu này cũng rất là dễ. Không biết là hôm qua có đứa nào còn nhớ cái cụm là tông khứ vứt bỏ đi. Đứa nào nhớ không? Nào thì bây giờ người ta sẽ chữa. Được chưa? Để anh cắm sạc pin, sạc điện thoại, sorry, sạc máy tính. Nào, thứ nhất ta có, thứ nhất thì ta có get away, đấy chưa? Thì cái này thì không có get someone away đâu nhé. Thì anh cho cái get away rồi, get away with, đấy chưa? Tức là mình trốn thoát, đây là trốn thoát tội, nha. Đấy. Cái thứ hai là throw something away. Được chưa? Nó sẽ bằng với dispose of. Hôm qua mình nói là mình có cùng đó là tông khứ bỏ ấy, được chưa? Bằng get rid of. Nó sẽ bằng với do away with something. Nhớ một điều nữa cho anh đó là do away with something nha. Something ở đây nó mang nghĩa thì nó mới mang nghĩa là vứt đi. Còn someone ở đây thì nó lại nghĩa là giết ai đấy nha, nên chú ý. Được chưa? Đấy, nó cũng bằng với discard. Mình nghĩa là gì ạ? Vứt bỏ. Đó lại bỏ. Nha. Một vài tạp chí thì rất là cũ rồi nên là sẽ vứt đi. Có lẽ chính xác là B. Được chưa? Throw someone away cũng có, make someone away cũng có. Nha. Câu 9 nào.
Câu chuyện all cars are down and we have to push it off the road. Now get block put cut. Nào thì trong câu số 9 là chiếc xe của tôi bị hỏng rồi đúng không, nên là phải cho nó vào lề đường. Thì đây ta có gì ạ, breakdown thôi, câu này dễ quá đúng không, đây cho nghĩa bằng stop gì ạ? Working được chưa? Ngừng hoạt động đấy, tức là hỏng được chưa? Nào cái thứ hai nữa là get down, get something down nhá, nó bằng write something. Các bạn hiểu chứ, get something down nó còn bằng write something nhé. Đấy, nên chú ý. Đấy, còn bằng mấy cụm nữa đấy. Được chưa? Break down, nó set down bằng với put something down cũng được nhá. Cũng có nghĩa là viết. Được chưa? Được chưa? Đấy, còn cut, cut down, tôi có cut down on. Được chưa? Cut down on thôi, là nó bằng với cut back on. Các bạn chú ý là những cái cụm này anh cho rồi thì những bài tập đằng sau em học ấy, những bài tập đằng sau làm được hết nhá. Cắt giảm, cắt giảm này. Cái thứ là put down mình thì theo cái nghĩa đen nó là đặt xuống đúng không ạ? Cái nếu mà mình thì theo nghĩa đen là đặt xuống, còn có một nghĩa nữa cũng là reduce ấy, để reduce ở đây là price, giảm, phải giảm giá nhá. Câu này chính xác là B các em nhé. Câu 10 nào. Hội đồng đã lên kế hoạch để gì đó cái thư viện và thay vào đó là một cái khách sạn, được chưa? Thì đây là come, fail, go, knock. Câu số 10. Câu số 10 thì có một cấu trúc là knock something down. Nó thì thứ nhất là nó có hai nghĩa, nó là hit someone, tức là đâm vào ai, đâm vào ai nha, đây đâm vào ai. Cái nghĩa thứ hai knock someone down, something down, ở đây nó phải là someone các em nhé. Đấy thì nó sẽ bằng với destroy nha, destroy phá hủy. Được chưa? Vậy là chính xác đây là D rồi. Các em nhá. Phá hủy cái thư viện và thay đó là cái tòa khách sạn. Câu số 2, test số 2 nào. Ta không bất ngờ khi mà Lan ốm, đúng không? Với tất cả những cái công việc tình nguyện nhờ mà cô ta như nào đó thì cô ta làm quá nhiều rồi. Ta có take on, take off, take to và là take in. Nào chúng ta bắt đầu, take on là đảm nhiệm, giờ đảm nhiệm gánh gánh vác ấy, được chưa, đảm nhiệm hay gánh vác. Cái thứ hai là take off, take off thì mình nghĩa là gì, cất cánh đúng không ạ, bằng flight, đây chính xác phải là fly, bay. Take to nó là bắt đầu, yêu thích cái gì, được chưa, gì. Take in thì anh nói vừa nãy anh có nói rồi đúng chưa, hiểu hay là lừa dối hay là cưu mang đúng không? Thì câu này đã chính xác là gì ạ, đảm nhiệm những cái gì ạ, những cái công việc tình nguyện nhá, voluntary work, công việc tình nguyện. Câu số 1 đàn án A, được chưa? Câu số 2 nào. Câu số 2, the government have just the annual Christmas campaign to stop drunken driving. Nào, chính phủ thì như là đó, cái chiến dịch Giáng sinh hàng năm để mà ngăn chặn những cái vụ tài xế giấy xe. Được chưa? Cái gì đây? Ok. Thì trong câu này ta có take apart, set up for, carry out hay là join with. Thì ta không có join with em nhé. Join with thì nó không có nghĩa, không có nghĩa. Take part in nó là bằng với join, nó bằng với participate in.
Là bằng với going for. Còn chữ going for nó có hai nghĩa. Going for thứ nhất là tham gia, cái nghĩa thứ hai là yêu thích nha. Đấy là tham gia, ở đây nghĩa là tham gia. Được chưa? Setup thì đây nó cái setup thôi, không có for nhé. Setup đây nó bằng với establish, thành lập. Carry out nó là thực hiện nhé, thực hiện. Vậy thì ta có là thực hiện những cái chiến dịch hàng năm. Đấy, chiến dịch Giáng sinh hàng năm. À, chính xác là đàn sinh. Câu 3 nào. For the latest movie which comes out next month. Hãy chú ý tới, đúng không ạ? Cái này dễ quá, anh cũng cho làm rồi. Thì đây ta có là hãy chú ý tới cái bộ phim sắp ra nhé, của anh ta nhé. Chuẩn bị comes out. Comes out đây là xuất bản đấy, đúng chưa? Đấy, comes out, come out là xuất bản, mà được xuất bản vào tháng tới. Thì đây là watch up, watch on, watch out hay là watch it. Thì đây thì ta không có đáp án đàn A không có kèm nhé, đàn A không có, được chưa? Nhá, đàn B cũng không có, đàn C, đàn D cũng không có. Ta có watch out for, được chưa? Look out for, đúng chưa? Đúng không nhá? Đấy, thì đây ta có nghĩa là để ý tới. Nhưng mà nếu mà xét một cái trường hợp nào khác nó còn gì ạ? Take care of, nhớ nhá, đây là không phải chăm sóc mà là mình để ý tới, để mắt tới, đúng không ạ? Take care of này nó bằng với care for này, rồi cho nó bằng với keep an eye on, đúng không? Nó rất nhiều cụm bằng nhưng mà ở một cái gọi là cái ngữ cảnh khác, các em nhá, nhớ là ngữ cảnh khác đây, nhưng mà mình để ý, ví dụ để ý tới cái quần của ta ơi, cái sách vở gì đấy, được chưa? Nhá, ok, và là chính xác là C. Còn nếu mà bỏ for đi nhá, giả sử mà bỏ for chỗ này nhá, thì watch out đây là watch out đây nó sẽ bằng với look out, và nó bằng với be careful, cẩn thận, được chưa? Lại phân biệt nữa là be careful, nhớ nhá, đây là cẩn thận đấy, nhắc nhở người ta. Còn cái take care, các bạn chú ý là có nhiều người bị nhầm lẫn đoạn này, take care of nó khác với take care. Take care of nó là chăm sóc, take care ở đây nó mang nghĩa là bảo trọng nhé. Ví dụ như mình tạm biệt ai mà là bảo trọng nhé, take care. Yeah. Ok, câu số 4. IELTS, đó là the International English Language Testing System. IELTS, đúng không? Thì brings about, stands for, takes after, gets across. Thì đây ta có gì ạ? IELTS thì tượng trưng cho cái đó, đó, đó này. Rồi giờ, thứ nhất bring about nó bằng với cause something to happen, chờ dẫn tới, gây ra. Rồi giờ, thứ hai là stand for nó bằng với represent. Rồi giờ, take after vừa nãy dính rồi, get across nó cũng hai nghĩa, một là đi ngang qua, nghĩa thứ hai nó cũng không hẳn phổ biến đâu. Còn cái nghĩa thứ hai của nó đó là giải thích, đúng không? Giải thích nha, giải thích rõ ràng. Đấy. Get giải thích một cái ý tưởng nào đó, được chưa? Hoặc một cái gì đó rõ ràng, được chưa? Cố gắng để giải thích vậy. Thì đây ta có thì IELTS thì tượng trưng cho, đúng không? Tượng trưng cho. Khi mà nói đến tượng trưng cho thì anh lại nhớ đến cái thằng là to be short form, dạ, tức là viết tắt đấy, nha, viết tắt, viết tắt, được nha. Rồi câu 5, now your shoes on, we're going out, make fix, put let, câu này rất là dễ, đúng không? Đi giày vào, chuẩn bị đi rồi đấy, được chưa? Thì là có gì, put on, đúng không? Mặc, đeo hay là đi, là mặc, đeo thôi. Chính xác là mình phải đeo giày vào, đúng không? Mình hay gọi là đi giày thôi. Put something on, nó thì bằng wear nha. Yeah. Ok chưa? Câu 5 là C. Câu 6. The passengers had to wait because the plane was off one hour late. Câu này cũng dễ. Hành khách phải chờ bởi vì là máy bay cất cánh muộn mất 1 giờ. Turn cut took make. Thì đây cũng rất là dễ, turn off là tắt, đúng không ạ? Cái này dễ quá rồi. Cut off đây nó bằng với cut off nhé,
nó bằng stop supply nha, ngừng cung cấp. Đấy, ngừng cung cấp, đây là ngừng cung cấp điện này, gas này, hay là nước nha. Cái thứ hai nữa là cut off, nó còn nghĩa là cô lập, kèm nhá. Cut off cái thứ hai nó còn có nghĩa là cô lập, cô lập. Cái cô lập này cũng có trong một bài 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 tra hôm cho anh có là cho làm đấy. Take off là cất cánh, vừa nãy có nói rồi, gọi là C rồi nhá. Make off thì có make off with all, được chưa? Tức là bằng với run off with, được chưa? Cái này anh cũng cho nói rồi đấy, nó bằng với steal. Ăn trộm cái gì rồi chuồn mất, trộm rồi chuồn mất, đấy chưa? Trộm cái gì, trộm cái gì đó rồi chuồn mất nhá. Take off là cất cánh thì là C. Câu 7 cũng rất là dễ. Quả bom thì nổ trong một cái khu phố rất đông người, thì put on, get out, go off hay là keep up. Thì là keep up, keep up đây là tiếp tục nhá. Keep up with là bắt kịp, được chưa? Keep up with là bắt kịp này, được chưa? Keep up with thì nó bắt kịp, còn keep up thì nó lại sẽ bằng với continue nha. Tiếp tục, tiếp tục cái công việc nào đó. Put on thì biết rồi, mặc đúng không? Get out là đi ra khỏi ngoài, là đi ra ngoài, đúng chưa? Go off nó bằng với explode, explode, nổ, tung nha. Đấy. Thì đây là chính xác là C, kèm nha. Và nó cũng có nghĩa là go off này nó cũng nghĩa là khi nói súng, súng nổ ấy, đúng chưa? Súng nó kéo cò ấy, khi nổ, đấy chưa? Câu 8 nào, he took his clothes and got into the bath. Sai khóa Facebook. Câu 8, he took his clothes and got into the bath. Away, on, off, up. Thì đây ta có gì ạ? Take away là mang đi. Được chưa? Mang đi. Được chưa? Take con, vừa nay nói rồi đúng không ạ? Và gánh vác, nó chịu trách nhiệm. Đấy, đảm nhiệm đúng không? Take off thì nó là đúng không? Cái này nó lại gọi lại một cái nghĩa mới đúng không ạ? Take off vừa nay nó là bay đúng không ạ? Cái này nó còn nghĩa là remove, hoặc là nó game chính xác là cởi, phải chưa? Hoặc là đúng không? Cởi ra, phải chưa? Đấy, take up là start an activity, là bắt đầu hoạt động nào đó. Và trong này ta có gì ạ? Anh ta cởi đồ đúng không? Cởi đồ và đi vào trong nhà tắm, này chính xác là C, đúng chưa? Ok, câu số 9. It took him years to get the shock of his wife dying. Câu này cũng hay. Anh ta mất tận vài năm để mà vượt qua cơn sốc về cái cú ra đi của người vợ, đúng không? Get over, go over, look over hay là take over. Thì này ta có get over. Câu số 9 nhá. Get over nó sẽ bằng với feel better. Đấy, tức là mình đây là mình cảm thấy tốt hơn, cảm thấy tốt hơn. Đây là như ví dụ như bị ốm xong mình cảm thấy tốt hơn, đúng không? Cái shock, bị sốc cũng cảm thấy tốt hơn rồi. Đấy, thì nó là feel better. Đấy chưa? Go over nó bằng examine. Nha. Ở đây mang nghĩa là kiểm tra kỹ lưỡng. Đấy chưa? Examine carefully. Đấy chưa? Đấy chưa? Look over nó là kiểm tra nhanh hoặc là qua loa. Đấy chưa? Qua loa. Thì cover thì biết rồi, đúng chưa? Thì đây ta có là mất hàng năm trời, nhiều năm để mà vượt qua cú sốc. Đấy, chính xác là A nhá. Ok, câu 10. We really can't live like this. We'll have to find a bigger house. Chúng tôi không thể gì ạ? Get on, go up, get up. Thì cái thứ nhất là get on thì vừa nãy có cho nghĩa rồi nhá, get on well đấy, phải chưa? Go on đây ta có go on đây là continue. Continue with something. Tiếp tục. Phải chưa? Thì go on cũng có với mình đúng không? Chúng tôi không thể tiếp tục sống như này được. Chúng tôi phải tìm một cái nhà nào nó lớn hơn. Đã chính xác là B rồi. Go up thì vừa nãy có nghĩa là tăng lên đúng không ạ? Get up và thức dậy. Đây là gì? Còn những câu rất dễ.
Hồ số 3N. Nếu mày không dùng laptop tao thì hãy tắt đi. Đấy, vừa nãy anh cũng cho cái nghĩa các bạn rồi. Nhưng câu này thì anh sẽ chữa luôn đó là turn off, đúng không? Turn off có nghĩa là tắt nhá. Turn on là bật, turn off là tắt. Được chưa? Còn mấy cái kia thì nó không đi với something off đâu các em nhé. Chúng ta có thể nói là turn off something và turn something off. Đấy, câu này thì là dính tù rồi. Còn như câu này thì dính tù, vừa nãy mới nói xong. Look out, nó bằng với watch out, nó bằng với be careful, đúng không? Đó là cẩn thận, được chưa? Hãy cẩn thận, có chiếc xe đang đến kia, được chưa? Câu này là chính xác là A các em nhé. Câu số 3 nào. Cô ta bị đánh gục hoàn toàn hoặc là suy sụp, đúng không? Cô ta suy sụp hoàn toàn bởi vì là bố của ta đã chết vào tuần trước. He set away, got out, passed away hay là died away. Nào, thì đây ta có set away, không có set away nha. Nghĩa là away thì vừa anh có nói nghĩa rồi, được chưa? Die away, can chú ý die away. Ở đây nó là giảm dần là nói về âm thanh. Âm thanh nó giảm dần, âm thanh của bất kỳ cái gì đó, được chưa? Ví dụ âm thanh của cái chiếc quạt thì âm thanh của cái đài hay là cái tivi nó giảm dần thì mình nói là die away các em nhá. Cái là pass away thì nó bằng với pass away, nó bằng với die, được chưa? Và chưa, và chính xác là C rồi, chết từ trần, được chưa? Là chính xác là C các em nhá. Ok, câu số 4. You must know because you have spent 12 years studying. Call off, break down, give up, get off. Toàn cái từ anh thích rồi, không chưa? Now, call off nó bằng cancel. Quỳ nha. Breakdown là hỏng, là stop working đấy. Get off là xuống xe. Nó sẽ ngược nghĩa với gì? Get on, lên xe. Give up là từ bỏ. Giờ thì bây giờ chúng ta dịch là mày không được phép từ bỏ, đúng không? Bởi vì là mày mất cả 12 năm trời để mà học rồi. Em không được từ bỏ bởi vì các em học 12 năm giờ rồi, còn có 2 tuần nữa để mà nỗ lực thôi. Ok, đàn C nhé. Câu số 5. Ngành công nghiệp của phương Tây thì có như nào đó so với cái sự cải tiến, đúng không, của nước Nhật. On, up, up with, out. Ta có catch, đúng không ạ? Catch on à. Thì là cái catch on là bằng, nó sẽ bằng với, đây nha, anh ghi lại đây. Catch on nó sẽ bằng với popular, được chưa? Phổ biến này, phổ biến này. Cái thứ hai nữa, catch on nó sẽ bằng với understand, được chưa? Hiểu. Nhưng mà catch on này thường là nó sẽ mất thời gian, được chưa? Tức là ngộ nhận ra đấy, được chưa? Hiểu ra, ngộ nhận ra, được chưa? Kiểu như thế rồi, nói mãi cuối cùng mới 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 hiểu được, được chưa? Để catch up, chúng ta phải có catch up with các em nhé. Catch up with ở đây là đèn C rồi. Catch up with đây nó là bắt kịp hoặc là theo kịp, được chưa? Theo kịp cái sự đổi mới của nước Nhật là chính xác đàn C rồi. Còn catch out, catch someone out, được chưa? Thì nó sẽ bằng với trick someone into, được chưa? Making mistakes nha, tức là gài bẫy, được chưa? Gài bẫy họ đánh lừa, giống như đi thi cử nó sẽ gài bẫy, có câu gài bẫy đánh lừa đấy, thì gọi là catch the students out, được chưa? Là chính xác, còn này là C. Ok chưa? Có những câu nào bạn chưa biết thì phải ghi lại nhé. Câu 6 nào. Nhớ là như nào đó cái essay của mày, cái bài luận của mày,
tìm những cái lỗi tính tả này, lỗi ngữ pháp này trước khi gì ạ mày đưa cho ta, được chưa? Thì đây ta vừa nãy anh có nói là go over đấy, được chưa? Go thứ nhất là go up đi, go là tăng đúng không? Thành ra go by nó bằng trôi qua, được chưa? Gone là tiếp tục rồi, go over thì nó sẽ bằng examine carefully, được chưa? Đấy, kiểm tra kỹ, kiểm tra kỹ lưỡng. Vậy là chính xác đây là C. Nhớ là phải kiểm tra kỹ lưỡng bài luận của ta, của bạn, được chưa? Như thế là xem lỗi sai về chính tả ngữ pháp. Có bài nào? Vợ của tôi và tôi đã lần lượt take turns lần lượt dọn cái nhà bếp này, phụ thuộc vào người nào sẽ về nhà trước. Câu này khá là dễ, ta có gì ta có gì ạ? Nếu bạn nào chỉ cần biết depend cộng với giới từ gì là sẽ là đoán luôn, đúng không? Thì là clean up, được chưa? Clean up nó là dọn sạch, được chưa? Depend on là phụ thuộc, được chưa? Và chính xác đây là na, phụ thuộc nha. Ok, câu số 8 nào. The fire resulted damage to their property. Cái ngọn lửa đúng không ạ? Thì như nào đó phá hoại tài sản của họ. Đúng không nhỉ? In from at west. Thứ nhất là resort nó không đi với at thì west cả. Còn in from thôi. Thì bây giờ đây sẽ là lần cuối cùng mà anh sẽ phải về cho bạn. Result in nó sẽ bằng với cause, đúng không? Gây ra. Còn result nào? Cái này thì bây giờ ghi này cho nó. A result in B, A gây ra B, còn B result from A, được chưa? Đấy, tức là B là kết quả của A, được chưa? Các bạn hiểu không? Đây là ta có gì? Cái ngọn lửa thì gây ra gì? Phá hủy tài sản thôi. Là chính xác là BA đúng không? Thì bây giờ nếu mà viết lại câu này thì anh sẽ biết thì chúng ta sẽ biết như nào? Ta viết như này. The damage, đúng không? Bây giờ mình ngược lại thôi. To their property. Rồi giờ resulted from the fire. Rồi giờ tức là cái sự báo hỏa tài sản ấy. Rồi giờ nó là kết quả của cái ngọn lửa. Rồi giờ đã chính xác là in em nhé. Bởi vì đây nó là gì gây ra nhá. Đây là lần cuối cùng anh nói về cái vấn đề này đấy. Câu 9 nào. Tôi mua một bó hoa mà tỏa ra một cái mùi hơi một mùi thơm thơm ngát đúng không? Thì ta có on out of up. Câu số 9 là give đúng không? Give on thì không có nghĩa nha, không có nghĩa give on. Được chưa? Give out nó mang nghĩa là nó cũng mang nghĩa là hỏng với các bạn. Được chưa? Hỏng này hay là cạn kiệt. Được chưa? Give out cạn kiệt nha. Đấy. Give off nó là tỏa ra tạo mùi ra ấy, được chưa? Give up là thì biết rồi, give up đây hồi vừa nãy anh có cho nghĩa rồi là từ bỏ đấy, là chính xác là C thôi nhá, tỏa ra một cái mùi thơm thơm ngát. Ok, câu số 10. Cái giọng của mày thì lạ thế, đúng không? Tao thấy rất là khó để mà cái gì đó mày đang nói cái gì, được chưa? À, cái điều mày đang nói là ta có up, off, out, on, được chưa? Thì câu số 10 thì ta có thứ nhất on không có nghĩa nhá, make con không có nghĩa, make con không có nghĩa, make cut có nhiều nghĩa không ạ? Make cut thì nó bằng với fabricate, được chưa? Bịa ra đúng không nhỉ? Fabricate bịa ra này hay là làm hòa này, được chưa? Bịa ra này, làm hòa này, trang điểm này, chiếm này, được chưa? Còn gì nữa không? Anh đang quên nghĩa đấy, nó có khoảng 6-7 nghĩa cơ. Anh đang quên nhá, bạn nào nhớ thì nói lại cho anh. Make off thì anh nói rồi đó, make off with bằng run off with đúng không ạ? Và ăn trộm đúng không? Trộm cái gì rồi chuồn đi mất đấy. Make out. Make out là hiểu. Nó bằng với understand. Đấy, vậy thì đã có take nó cũng tương đương với thằng make count. Nhưng mà make count này là mình kiểu mình nhận ra thôi, yeah. Mình có thể nghe hoặc mình hiểu được nha, mình nghe được hoặc là mình nghe sau đó mình hiểu ra được, được chưa? Còn là chính xác là C. Rồi test số 4 nào.
Hôm nay chữa thần tốc. Câu số 1. A large crowd looked on as the band played. À, một đám người look on, nhìn khi mà ban nhạc chơi, đúng không ạ? Chơi nhạc. Watched, prevented, blue là laughed. Nào, thì trong câu này ta có look on. Câu này đồng nghĩa không ạ? Look on nó bằng watch nha các em nhé. Tức là look on nó nghĩa là watch something happen. Đấy ạ. Gọi là xem cái gì đó nó xảy ra. Something that is happening thì sao nhé nha. Ok, câu số 2 nào. Câu 2 cũng rất là dễ. Gọi là kinh điển. À, đúng rồi, concoct. Đúng rồi đấy, Nguyễn Văn Thắng. Concoct nha. Là bịa đặt đấy, fabricate nó bằng concoct. Câu 2, nếu bạn không biết cái từ nghĩa là gì thì hãy tra đúng không? Rồi tra trong từ điển đúng không? Write it, draw it, locate meaning, note it. Thì đây ta có write viết này, draw là vẽ này, note là ghi chép này. Còn locate meaning là tìm nghĩa thì là chính xác là C. Look something up. Ở đây nghĩa là tra từ điển. Kèm nhé. Nhớ nhé. Look something up. Tra từ điển. Ok. Các bạn có nhớ cái đề thi của bộ không? Look up nó bằng gì ạ? Anh sẽ đợi các bạn. Nhà look up đây nó còn một nghĩa nữa đấy. Anh đợi. Nào có ba tiếp. Nó các bằng gì ai biết thì ghi nhá. Không phải tất cả phụ nữ thì đều làm hai việc cùng một lúc. À, nuôi dạy trẻ con, nuôi dạy trẻ em và làm gì? Làm văn phòng. Educator giáo dục, homemaking tức là nội trợ nhá. Take care of nó là gì? Chăm sóc, give a birth. Thì đây ta có give, chính xác là give birth to one, sinh con nhá, sinh đẻ, yeah. Give birth to sinh đẻ. Thì đây ta có rearing, rear. Câu này cũng rất là dễ trong cái tập phrasal verb ấy. Anh làm bằng mind map thì anh có cho một đống đấy, đúng không? Được chưa? Thì trong này ta có chính xác là C đó, chăm sóc thôi nhá. Nuôi dạy thì chăm sóc. Được chưa? À, quên câu số 2 cho anh chưa đứa nào biết à? Lê Thị Minh Tiên. Rồi, ta có become better. Nha, trở nên tốt hơn. Được chưa? Ở đây đề thi của bộ ra đấy. Không nhầm thì thế đúng không? Có đúng không? Đề thi minh họa, thi thường, thi minh họa. Câu số 4 nào. Thị trường thì thay đổi, nó đang thay đổi và rất là quan trọng để mà bắt kịp với những sự thay đổi đó. Thì đây ta có keep đúng không ạ? Keep hoặc là get in touch. Thì đây sai nhá. Cái này thì nó không phải như keep touch with sao. Nó phải như này. Keep này, get này, to be in touch. Được chưa? Đấy, with tức là giữ liên lạc nha. Cái B là keep pace nên chúng ta phải là keep pace with, được chưa? Keep pace with đúng không? Keep pace with something tức là bắt kịp đấy. Thì như thế này thì nó mới bằng với đáp án D được, đúng không? Nhớ nhá, nhưng mà đây đáp án of thì sai. Cái đó là check thì đây ta cũng có cụm là thành ngữ nhá, keep check of something, được chưa? Là lần dấu vết, lần dấu vết, lần ra cái dấu vết. Keep up with là bắt kịp, được chưa? Nó sẽ bằng với keep pace with nhé, bắt kịp. Được chưa? Đây, ok, vậy là chính xác đây là đề. Dạ, bắt kịp với sự thay đổi. Câu số 5 là have you got any milk? Mày có sữa không? Sorry, I've got dot. Take over thì anh cho nghe rồi trước đúng không? Run out nó là cạn kiệt. Được chưa? Cạn kiệt nhá. Còn chúng ta có nghĩa là run out of something thì nếu mà có of thì phải có something nha. Nhưng ở đây là run out thì là gì? Something run out cũng được. Cái gì đó cạn kiệt cũng được nha.
Đấy, thì đây ta có cạn kiệt là chính xác B rồi. Câu Nam Đa chính xác là B. Được chưa? Đấy. Ketchup phải ketchup with cơ. Đúng không? Juice of. Thì đây thì cái juice of này thì không có nghĩa. Thì ta phải là juice something up em nhá. Nó có cũng là juice something up. Đó là dùng hết. Được. Dùng hết cái gì đó. Nhớ nhá, dùng hết cái gì đó. Vậy là chính xác là B. Ok. Tôi cạn kiệt tôi hết rồi nha. Câu 6 là Fighting has the dirt all over the city. Trận chiến đã gì ạ? Turn up xuất hiện và break out. Break out là bùng nổ. Take out. Take out đây mang nghĩa là gì em? Take out đây mang nghĩa là gì nhỉ? Kiểu như lấy, đúng không? Let take something out. Lấy cái gì ra? Đúng em nghe đi ăn luôn đấy nhá. Yeah. Bring out. Bring out thì nó một có nghĩa là xuất bản này. Yeah, xuất bản hoặc sản xuất. Được chưa? Đấy, cái thứ hai nó mang nghĩa là đem ra. Nha, yeah, bring out đấy. Được chưa? Vậy thì có đáp chính xác là đáp B nhá. Đáp chế bùng nổ. Được chưa? Câu 6 em B. Câu 7 nào. Chữa nhanh như mỏi mồm quá. Yeah. Thu thảo run out of something nhé. Nếu mà run out được thì phải có something hết cái gì đó nha. Có bài nào I have to read the letter twice before I could take it all the dirt. Đấy, bên anh có nói rồi đấy. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta việc chúng ta là áp dụng nha. Tôi đã đọc cái bức thư này 2 lần trước khi tôi có thể hiểu thấu hiểu được hết cái nó cái bức thư đó thì chính xác là C và anh nói rồi taking nó bằng understand đúng chưa nhờ thấy cao thì nghe lên trên thấy con là vừa nay có rồi thấy con cũng biết rồi dễ quá. Câu 8 nào không nói nữa vì anh nói rồi bây giờ nói mỏi mồm lắm đứa nào vẫn chưa nhớ thì phải xem lại. Câu 8 là I think you need the dot to the dot a bit. We're going to late, to be late. Tôi nghĩ là chúng ta nên turn down từ chối đúng không ạ? Từ chối. Take up thì vừa nay kênh nói rồi. Yeah. Speed up là tăng tốc. Slow down ngược nghĩa đúng không ạ? Slow là giảm tốc. Tôi nghĩ chúng ta gì nên tăng tốc một chút bởi vì chúng ta sắp muộn rồi. Nha. Yeah. Có là xin C. Ok chưa? Câu số 9, rồi cố lên chúng ta còn 20 câu nữa. A committee has been set up to organize social events in the college. Nào, cái ủy ban thì đã được như nào đó để mà tổ chức cái sự kiện xã hội ở ở cao đẳng, trường cao đẳng, đúng không ạ? Thứ nhất là có set out. Set out nó sẽ bằng với set off, nó bằng với depart. Bình thường cho nói là set off đúng không? Set off tức là mình khởi hành đấy, nhưng mà ta còn có nghĩa là set out nữa, cũng là khởi hành nhé, khởi hành. Được chưa? Set away thì không có nghĩa, set away không có nghĩa, nhá. Set down, hay 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 hay. Set down, đây. Thứ nhất là set down, set something down đi. Nó sẽ bằng với touchdown bằng với land hạ cánh nhưng mà có một cái nghĩa thứ hai nha to be set down nó bằng với to be yeah. À, sorry cái này phải là set something down chứ nhỉ yeah. À, nó sẽ bằng với to be written down hoặc be written thôi. Bây giờ đây mang nghĩa là bị động nhá. Ở đây thường là passive passive voice bị động được chưa thì ơi ta có đa chính xác là gì à còn setup đúng không setup nó bằng với establish thành lập được chưa thì đa chính xác là D rồi nha tức là sao ủy ban đã được thành lập để mà gì tổ chức cái hoạt động xã hội
Câu số 10. Where are the neighbors kept? Why they away? Look for, look after, look up, look at. Dễ quá. Look for nó sẽ bằng search something for. Không giờ tìm kiếm. Look after chăm sóc. Ồ, chính xác rồi. Chăm sóc con mèo hoặc con mèo của gì? Là xóm. Look up thì bữa anh cũng nói rồi. Look at thì cũng rồi. Look at để nhìn vào. Đúng chưa? Nhưng mà nếu mà look at, nếu mà look nó danh từ ấy, thì nó cái văn phong nó là như này. Have a look at something. Đấy chưa? Tức là nhìn vào. Nhìn vào cái gì? Đấy chưa? Nó cũng mang nghĩa là look at thôi. Các em nhá. Có 10 là chính xác là B. Rất tốt. Rồi, test số 5. Test số 5 nào. Câu số 1. À, cái phí trung bình của ngôi nhà này thì như nào đó khoảng 500 à 5% lên tới 276.500 này. It has risen, tức là nó tăng, đúng không? Cái giá này tăng. Thì đây ta có gone down, gone off, gone over, gone on. Thì bốn cái nghĩa này thì anh đều cho nghe rồi. Go down, go down thì nó sẽ giảm xuống, giảm, reduce hoặc là decrease. Go up là tăng. Go over với anh nói rồi, tức là kiểm tra kỹ lưỡng. Go on thì anh cũng nói rồi, continue, tiếp tục. Thì bốn cái này biết rồi chúng ta phải giải thích nghĩa, đúng không? Giờ thấy là gì? Giá trung bình của nhà này tăng 5%. Giờ bởi vì nó là risen, câu này thì nó có cái dấu hiệu sau risen đây là chính xác là B. Bây giờ tăng. Còn go down là giảm, nếu mà không có đây thì nó này cả hai thì đều ok. Được. Mang lên anh Thư xem được chưa nha. Câu số 2 nào. Câu số 2. Cô ta đã not asking me questions the whole time. Cô ta nhỏ đó hỏi, những cái hỏi tôi suốt thôi. Được. Give up, từ bỏ. Take after, giống. Keep on, tiếp tục. Stop by, đấy với anh em nói là stop by là gì? Ghé qua đấy, tạt qua đấy, đúng không? Với anh có nói cho anh nói trên rồi đấy. Keep on là tiếp tục. Continue. Bên xem tình. Tiếp tục. Tiếp tục làm gì? Nhá, yeah. Ok chưa? Tiếp tục làm gì? Đã chính xác là C nhá. Hoài C, ok. Đấy, có thể tiếp tục hỏi tôi thôi. Dạ. Câu 3 nào. Steve just carried the plane on his computer. Carry up, carry on, carry out, and carry for. Thứ nhất là carry up thì không có nghĩa, không có nghĩa cho carry up. Carry for không có nghĩa cho carry for. Còn carry out là tiến hành và thực hiện. Carry on là carry on cũng là nó bằng, cũng bằng continue luôn nha. Yeah. Continue, tiếp tục. Dạ. Yeah. Anh ta vẫn cứ tiếp tục đi chơi trò chơi trên máy tính thôi. Là chính xác là B các em nhé. Câu số 3 là B. Ok. Đấy, tàn mấy từ giải thích rồi rồi gặp lại. Thế là coi như là ôn rồi gì nữa. Nếu mà điều hóa đơn này mà không được trả trong vòng 5 ngày thì đúng không? Nguồn cung cấp ga, được chưa? Cấp ga của bạn thì sẽ như nào đó dễ quá. Vừa nãy mới nói rồi là sẽ ngừng cung cấp, đúng không? Stop supplying. Thứ nhất là cắt up nó không có nghĩa cho cắt up, không có nghĩa, đúng chưa? Nha. Cắt down thì cắt down on thôi. Vừa nãy có nói rồi, cắt down on bằng cắt back on. Nha, cắt giảm, đúng chưa? Cắt off là gì? Ngừng cung cấp, đây chính xác là C. Cắt off có nghĩa là bị cô lập đấy. Được chưa? Còn cut out thì nó cũng không có nghĩa. Được chưa? Tuy nhiên thì hôm trước anh cũng có cho chữa các bạn này, nó có nghĩa này này. Tôi còn not cut out for, bạn nào nhớ không? Được chưa? To be not cut out for, to be not cut out for. Được chưa? Something. Được chưa? Bạn nào nhớ không nhỉ? Tức là gì? Bằng với unsuitable for, hiểu chưa? Đấy, tức là không phù hợp, hiểu chưa? Mình dịch là không phù hợp, đó là nghĩa mà mình tổng quát thôi, nhưng mà chính xác cái
to be not kind of for nó sẽ bằng, nó có nghĩa như này, tức là nó cũng là cái not the right, được chưa, type a person, được chưa, for something, tức là không phải cái kiểu người phù hợp cho cái gì đó, được chưa, không phải cái kiểu người phù hợp đối với cái gì đó nha. Đấy, nhưng mà mình dịch tổng quát nó là unsuitable for. Câu này là chính xác là D. À sorry, gắn C nhé, cái này là ngừng cung cấp đúng không ạ? Câu 5 nào. Việc chịu trách nhiệm, take responsibility for, chịu trách nhiệm nhé, cho bản thân và chịu, tự chịu trách nhiệm này, thì nó là một 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 cái phần của quá trình gì, như là growing up, growing on, growing out, growing over, được chưa? Thì trong câu này thì ta có growing up là trưởng thành, growing on là ta có growing on someone, nó nghĩa là grow on someone nhé, nó nghĩa là ngày càng yêu thích. Được chưa? Ví dụ như thế là em mua một cái cuốn sách, để cho em thấy cuốn sách này nó không hay, được chưa, nó không hay, nhưng mà em đọc vài trang rồi đấy thì em sẽ thấy là wow, cái cuốn sách này gọi là has grown on me, được chưa? À, em ngày càng thích cái cuốn sách này, được chưa? Nhá. Ok. Grow out với cả grow over thì nó không có nghĩa các em nhé. Ok, chưa thì đây cái chính xác là A thôi, đây là trưởng thành đúng không? Nhá. Trưởng thành. Đó là một cái phần quá trình trưởng thành. Được chưa? Con này chính xác là A. Câu 6 nào, câu 6 dễ quá. Cái cặp đôi thì nhìn rất giống gì, giống mẹ, giống mẹ của họ, take place là diễn ra, mà cái này chưa chưa tôi nói là ghi lại, take away thì không có nghĩa em nhé, take away thì không có nghĩa, take after là gì, giống đúng không ạ, take con là đảm trách, đảm nhiệm, thì là chính xác là C rồi, giống. Ok, câu số 7. Đừng quên try out the equipment before setting up the experiment. Experiment, sorry. Đừng có quên thử, try out, có trial là thử. Thử cái equipment, cái đồ dùng trước khi chúng ta bắt đầu gì, thí nghiệm. Thì test resemble by arrive, dễ quá. Nên nó nói trial là thử, thử sẽ bằng với test, đúng không ạ? Được chưa? Câu này đang chính xác là đáp án A nhá. Câu số 8 nào. She ran the marathon last week, but after 6 kilometers. Thì đây ta có gì? Cô ta chạy marathon vào tuần trước, nhưng mà nhờ đó sau 6 km. Rồi 6 km mà đòi chạy marathon. Nào, close down là đóng cửa đúng không ạ? Đóng cửa nhá. Khi nói cửa hàng đóng cửa ấy. Được chưa? Break up, break up with, được chưa? Tức là kết thúc mối quan hệ, được chưa? Hoặc là chia tay đấy, được chưa? Mình drop out, drop out là từ bỏ, giữa chừng, được chưa? Đấy, make up thì vừa nãy anh cũng cho nghe rồi, đây là chính xác là C thôi nha. Đấy, nhưng mà cô ta lại từ bỏ giữa chừng sau 6 km. Ta cũng có drop, lần drop out rồi nha, drop out rồi thì nó cũng là bỏ giữa chừng đấy các em. Drop out bỏ giữa chừng như đây là bỏ học, được chưa? Bỏ học, được chưa? Drop out of school. Câu số 9. Thôi, nó còn 10 câu, cố lên nào. Cô ta đã đất. Sorry, cô ta như nào đó cái kỳ thi mà không có gặp khó khăn cả. Keep off bên rồi nhá, keep off chính xa nhá. Keep up biết rồi nhá, get off biết rồi nhá, get off xuống xe đúng không ạ, keep up là tiếp tục này, get through đây là get through, nó sẽ bằng với succeed in, nhưng mà succeed đây là exam, examination, thành công trong việc thi cử, nhà vượt qua thi, được chưa, vượt qua kỳ thi, get through, nhá, là chính xác là C, câu số 10. Công ty mà cô ta làm cho thì bây giờ hiện nay đã bị như nào đó, take up thì có nghĩa rồi đúng không ạ, take over nghĩa rồi, take away cũng có nghĩa rồi, take off cũng có nghĩa rồi, thì đây ta có gì, cái công ty mà anh ta làm cho ấy, thì bây giờ đã được tiếp quả rồi đúng không?
Tiếp quản đây thì đàn B thôi. Với anh có nói rồi, tiếp quản đúng không? Câu số 10 đáp án là B. Kèm nhá. Rồi, chúng ta nốt cái test này nhá. Đấy, làm từ nãy giờ hơn tiếng rồi. Vừa đẹp đúng không? Hôm nay anh cũng chỉ định chưa 6 test thôi. Vì là tài hạ sức lực có hạn. Tài hạ sức lực có hạn. Nên mong các sĩ tử thông cảm. Câu 1. He does the job because it involved too much traveling. Anh ta như nào cái công việc, bởi vì là liên quan quá nhiều tới việc là đi bay lại đúng không? Yeah, keep kept under, push ahead, turn down, check out. Keep under không có nghĩa. Keep under thì không có nghĩa. Push ahead thì push ahead thì chúng ta dịch như thường, nếu nghĩa đen thì push là đẩy, ahead là về phía trước, là mình đẩy phía trước đúng không? Nhưng mà mình dịch nghĩa bóng ra là gì, mình tiếp tục đúng chưa ạ? Nha. Turn down là từ chối rồi. Check out thì chúng ta có khi mà đi vào khách sạn ấy, check in đúng không? Nhập phòng, còn check out là gì? Rời phòng, làm thủ tục trả phòng đúng không? Check out là trả phòng. Còn là chính xác là xe thôi nhá. Check out này nó theo nghĩa Mỹ thôi nhá. Turn down là từ chối. Anh đã từ chối công việc bởi vì là liên quan quá nhiều tới việc đi lại. Câu số 2. Tôi muốn là wash the dishes before dinner. Tôi muốn rửa gì? Trước bữa tối, trước ăn, trước khi ăn nó phải rửa gì ạ? Rửa tay đúng không? Rửa tay ta có wash gì, wash out, wash up, wash over, wash off. Thì đây là có wash out tức là tẩy rửa nha, tẩy rửa, wash up rửa tay được chưa? Wash over không có nghĩa được chưa? Wash off đây là rửa sạch được chưa? Rửa sạch. Thì đây thì ta có đáp án chính xác là B. Câu 2 là B các em nhé. Đấy, trước bữa tối là phải đi rửa tay. À, được chưa? Đang nghiên đâu đâu chân đấy. Câu số 3 nào. Liệu là có nên đi hay không? Đấy ạ, liệu là có nên hay không chúng tôi đi tới Tây Ban Nha cho kỳ nghỉ thì phụ thuộc vào cái giá, đấy chưa? Thì anh có nói là depend on tức là phụ thuộc vào nha. Câu này dễ, vừa nãy anh nói rồi. Câu số 3 đáp án là B kèm nha. Ok, câu số 4. Cái chiến dịch gần đã chắc chắn là nhờ đó trong việc là nâng cao tập raise awareness, là nâng cao cái ý thức công cộng và nâng cao ý thức của quần chúng về cái vấn đề đúng không ạ? Thì là succeed, recall, resigned, result. Thì là recall nó là gợi lại nha. Recall nhớ là recall của mình, nó cũng bằng với remember đấy nha, đuôi gợi lại. Còn resign là từ chức, resign from thôi nha, resign from là từ chức. Được. Còn success là success in thành công, result thì là có result in đúng không ạ? Result in là gây ra, trong này nó dịch nghĩa là chiến dịch đã thì chắc chắn là thành công trong việc nâng cao ý thức của quần chúng. Đó là chính xác là A. Câu 4 là A em nhé. Úi dồi ôi, câu 4 này. Úi dồi. À, bốn đứa sai. Bây giờ Hiền này, Thảo Vi này, Trang Thu này, Hề Phạm này. Đấy. Cứ nhìn in này, cứ chọn resolve là không được đâu. Phải chú ý vào, nó phải có hợp nghĩa các em nhé. Nhưng không sao, còn đây chỉ là làm bài thi bình thường thôi. Đây chưa phải là thi. Câu số 5 nào. The blood on the pavement had been dried by the rain overnight. Washed down, washed away, washed over, washed up. Cái vũng máu đúng không ạ? Trên cái mặt đường đấy thì đã như nào đó bởi cơn mưa qua đêm. Thứ nhất là wash down nó là rửa, rửa ở đây nhưng mà rửa bằng vòi vòi nước ấy. Rửa bằng vòi nước. Cái thứ hai wash away nó là rửa sạch này, cuốn trôi nha, rửa sạch cuốn trôi. Được chưa? Wash over thì không có nghĩa, wash up cũng không có nghĩa. Sorry, wash up thì nó là vừa tay, chứ anh nhầm, vừa tay vừa nay nói rồi. Được chưa? Thì đây thì ta có đáp chính xác là gì ạ? Ok, đáp chính xác phải là B.
là cái vũng máu này đã bị cuốn trôi đi bởi cơn mưa em nhé, cuốn trôi đi bởi cơn mưa. Đấy. Còn đây là rửa sạch, là wash down, rửa bằng vòi nước. Được. Câu 6. Quan chú ý là những bạn nào mà chưa vào nhóm cái là tiếng Anh chung của tổ quốc gia 6789 thì các bạn search trên Facebook thì sẽ ra thôi. Nhóm hiện tại rất là đông bạn và hoạt động rất là năng nổ. Cô ta đã nói cho chúng tôi về người anh trai Apollo đúng không ạ? Sinh năm 1969 và được đặt tên theo cái nhiệm vụ của phình ra tới đi lên mặt trăng, for after 2 A&B. Câu số 6. Câu số 6, Nguyễn Thị Du Mỹ chọn B, Linh Trần chọn B, Thảo Vi chọn B, Đỗ Kim Hồng chọn B, Hà My chọn B, Dương Dương chọn B, Ánh chọn B, Trần Đạt A, Khánh Huyền B. Nào còn có vấn đề nào không? Phạm Ngọc Minh Châu B, Hệ Phạm B. Nào thì bây giờ chúng ta thường chưa học cái này đúng không? Name after đặt theo tên. Yeah. Nhưng mà nó câu này nó hơi thâm một chút. Đó là theo cái nghĩa US nha. US là theo cái nghĩa Mỹ thì ta cũng có name for. Name someone này something for someone something. Được chưa? Đó. Nha. Thì đây ta gọi là chính xác là ANP. Câu này thì nó gọi là nó hơi lạ thôi. Bình thường ta học là name after. Nói ra là thêm theo ai, đặt tên theo ai, họ thêm theo cái gì. Được chưa? Đấy, nhưng mà nó còn có con for, tức là theo cái nghĩa Mỹ nhé. Anh Mỹ của nó là quà của nó là đặt tên theo, cũng là như vậy. Em như cái này thì nó anh cho cái trường hợp đặc biệt một chút, nhưng mà bình thường anh nghĩ là để mà thi thì nó sẽ là name after thôi. Em chú ý nhá. Câu 7 nào. Đó là món ăn rất đơn giản để mà chuẩn bị. The dish mainly of rice and vegetables, comprising, containing, consisting, composing. Câu bài rất dễ. Câu bài đã thấy ở đây. Được chưa? Thì ta có consist of, được chưa? Consist of thì nó sẽ bằng gì nhỉ? Bằng gì đây? Bằng với to be composed. To be composed. Nhớ nhá, phải là ED nhá. Composed of này. Nó sẽ bằng với to be comprised of. Nó sẽ bằng với to be inclusive of. Nó sẽ bằng với include something. Được chưa? Nó sẽ bằng contain something nha, chứa hoặc là bao gồm. Được chưa? Bao gồm đó. Thì ông này bạn chú ý giúp anh nữa, nên ta cầm mấy cụm này. Đây là lần cuối cùng anh sẽ nhắc đến mấy cụm này thôi nhá. Là chính xác là C, bởi vì đây từ concede. Bởi vì sao? Bởi vì đây nó đang cần verb. Được chưa? Mà trong con này nó lại gì? Nó lại là verb in, bởi vì nó đang đang rút gọn, đúng chưa? Đang rút vào mệnh đề thì đây ta có là comprising là verb, nhưng mà đây ta nó ta có thể thấy là comprise đây lại là to be cơ, đúng chưa? Cái thứ hai là composing, cũng không có cấu trúc composing là sáng tác, đúng chưa? Nhưng mà nó là to be composed of, chưa? Thì nó lại là bao gồm. Đấy, chú ý. Đúng chưa? Ok. Đây chính xác C. Rồi, Văn Nguyễn. To be made up of. Đúng không? Câu số 8 nào. Do you still read any of those core friends? Câu này dễ quá. Take advantage, tức là tận dụng mà. Fall in love with, tức là yêu. Đứa nào yêu chưa? Get in touch with, thì vừa nãy có nói đấy. Get hoặc là keep hoặc là to be. Đúng chưa? To be in touch with, tức là giữ liên lạc.
Keep checker nó là lần theo dấu vết mà anh nói rồi, 8 chính xác là xe rồi nha. Bạn vẫn đi giữ liên lạc với người bạn cũ ở trường chứ. Câu số 9 và số 10 chúng ta sẽ giải quyết xong nhé. Hôm nay chúng ta giải quyết đến đây thôi. Anh ta vẫn không gì như cái gì ạ? Cái hướng dẫn an toàn. Ta keep check curve. Bây giờ đến đây gọi lần theo dấu vết nhé. Take care of là chăm sóc. Keep an eye on tức là để mắt tới đúng không ạ? Pay attention to là chú ý tới. Thì trong câu số 9 thì về nghĩa ta keep an eye on nó bằng với take care of đúng không? Thì mình để ý chăm sóc tới đúng không ạ? Đấy, còn pay attention to là chú ý tới, đang chính xác là đây. Anh ta chẳng chú ý tới đúng không ạ? Yeah. Câu số 10 nào, câu cuối cùng. Tôi không chắc chắn là cái mũ này thực sự là với cái váy này. Yeah. Thì goes through with đây nó nghĩa là hoàn thành. Và cho họ làm tới cùng. Yeah, làm tới cùng hoàn thành. Go off thì bữa nay biết rồi, muộn nổ đấy. Go ahead là gì? Tiếp tục được. Go ahead tiếp tục được. Ví dụ như chân thì trong câu giao tiếp đúng không, thì nó bảo là tôi có thể dùng cái máy tính của mày không, thì mình sẽ trả lời là mình cho phép, mình bảo là go ahead, cứ tiếp tục đấy được. Còn go with đây là đi cùng với mà. Nó dịch là đi cùng với thôi, nhưng mà chúng ta còn nghĩa là suit là phù nha. Đấy, tôi không chắc là cái mũ này nó hợp với cái váy này không. Đã chính xác là để. Ok, nào dành thời gian, bạn nào chưa rõ câu nào thì hãy mở lại câu đi trong. Minh Hòa, keep checker và lần theo dấu vết em. Vừa nay anh nói 3 lần rồi. Trung Trần Đức thôi, rồi sao đi, bây giờ anh đang khô hết cả mồm. Chưa thế thôi, vì mỗi buổi trước khoảng tiếng hơn tiếng thôi là đủ rồi, chứ nhiều hơi mệt. S thì thường nó cộng với clause, một mình đề, còn like thì thường cộng với danh từ nha. Khi mà S cộng với danh từ thì nó thường đi với một cái công việc nào đó, ví dụ như thế là he has been worked, sorry, he has been working as a doctor, được không? Hoặc là as a teacher, được không? Yes, nó có một cái vị trí, một cái công việc nào đó. Còn like cũng giống như thì nó chỉ có danh từ bình thường thôi. Câu 1 test 6. Đây phòng 1 trên 6 là turn down. Nguyễn Thị Du Mỹ 8:30 nhé. Mai chưa biết em mai có thể là giữa đề thi. Có nhiều các bạn có nhiều phải không? Có nhiều cụm từ mới không? Linh Hoàng hôm nào trực tiếp. Anh chưa biết hôm nào anh sẽ đăng. Set down hiền Lucy nó như là viết nha, nó cũng là viết em nha, viết set down là viết write something down đấy, write down được rồi. Chưa, 3 giờ trước thì anh sẽ đăng trên nhóm kênh á, tiếng Anh cho vào tổ quốc gia nhé. Anh không cần chi ngày trước thì không, go with là một suit là hợp với.
Còn mát trước đây nó lại là làm cho phù hợp em ấy. Em cứ chơi từ điển để xem. Match nó phải là làm cho phù hợp. Ui, lượng trang này cũng chắc gần 5 trang. Thế mà có nhiều cụm mới nhỉ? Từ buổi sau thì anh sẽ live stream từ từ 8:30 nhé, từ 8:30. Các bạn có thể để cái chế độ oxy first nhiều thật, nó sẽ phải khoảng trên dưới 200 cục đấy. Rồi, ít nhất phải trên dưới 200 cục, đó là cục cơ bản rồi đấy. Mình chưa tính đến trường và nào là cũng nọ cũng kia này, được chưa? Nào là cái riêng đi cái mấy bài tập trước anh chữa, nó phải anh chữa nhiều cụm, nó phải lên vài trăm cụm rồi, nó phải ngót nghét phải 600-700 cụm rồi, nó phải hơn đấy. Riêng cuốn sách của anh đã phải nghìn cụm rồi.